Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn robot lau nhà Brava 390T. Brava 390T là một trong những thương hiệu của iRobot. Với dòng iRobot thì các bạn đã rất quen thuộc với robot hút bụi của dòng này. Tuy nhiên, robot lau nhà cũng là một trong những sản phẩm đi đầu của iRobot. iRobot là một trong những thương hiệu của Mỹ chuyên về ứng dụng các điện tử thông minh cho các sản phẩm cho gia đình. Và đây là một trong những dòng robot lau nhà mới nhất hiện nay. Và giờ thì mình sẽ cùng với các bạn mở hộp iRobot này ra xem là một bộ robot Brava lau nhà thì gồm có những cái bộ phận gì. Thì đầu tiên như các bạn thấy là cái thiết kế của cái hộp iRobot Brava này cũng rất là chắc chắn và cẩn thận. Ở phần ngay bên trên này thì đây chính là quyển sách hướng dẫn iRobot Brava, một quyển sách rất là dày. Và các bạn lưu ý đây là quyển sách rất là quan trọng cho các bạn trong việc lần đầu tiên sử dụng robot lau nhà. Nó sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng robot và ngoài ra sẽ chỉ dẫn cho các bạn thêm về những cái lỗi thông thường khi sử dụng iRobot để các bạn có thể biết cách và sửa. Và trong cái đợt này thì mình đặt mua iRobot thì nhà cung cấp iRobot đã khuyến mại thêm một bộ rẻ gồm có hai rẻ lau khô và gồm có hai rẻ lau ướt và một rẻ lau khô. Tuy nhiên thì trong bộ iRobot nguyên bộ thì đã có sẵn hai cái bộ rẻ, một rẻ lau ướt và một rẻ lau khô cho các bạn. Và cục khối hình đen nhỏ gọn này, đây là một trong những thiết bị cũng rất là quan trọng. Đây là cái bộ phận định vị cho robot Brava. Nó sẽ giúp robot Brava định vị vị trí của mình ở đâu và quản lý được cái công việc lau nhà của mình. Tiếp theo đấy là hai cục pin tiểu khá lớn của được sử dụng cho bộ phận định vị này. Đây là một cái dây sạc để cắm kết nối giữa ổ điện và với trạm sạc của robot Brava. Còn đây là một trong những cái chân lau của Brava. Chân lau này là chân lau ướt và bạn có thể đổ nước vào phía dưới, ở phía bên dưới chân lau này. Và cái nguồn nước này sẽ được ngấm từ từ qua rẻ để giúp iRobot lau được ướt. Còn đây là trạm sạc của iRobot Brava. Trạm sạc này được thiết kế để giúp robot Brava có thể dựng đứng thẳng lên. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, robot hút bụi Brava. Như các bạn nhìn thấy thì robot được thiết kế khá là nhỏ gọn, với cái phần chiều rộng ở đây tầm 20cm và cái bề sâu bề ngang này của nó là tầm bề sâu này của nó là tầm khoảng 18cm. Chiều cao robot phần cao nhất là 8cm. Với cái thiết kế nhỏ gọn như này thì sẽ giúp iRobot đi vào được tất cả các ngõ ngách. iRobot Brava 390T với thiết kế chủ đạo là màu trắng và bạn có thể nhìn thấy là đây có 3 cái phím điều khiển rất là cơ bản và dễ. Một là phím khởi động, hai phím hai bên là cho hai chức năng lau ướt và lau khô của iRobot Brava. Về cân nặng thì iRobot Brava có cân nặng được khoảng là 2 cân, cũng rất là dễ dàng di chuyển và bạn có thể nhấc hoặc bê iRobot này. Và thiết kế của iRobot còn đơn giản trong cái việc là nó còn được thiết kế có một cái tay cầm đằng sau như này, giúp các bạn có thể xách iRobot giống như là một túi xách hoặc một dụng cụ rất là phổ biến. Và để sạc iRobot thì các bạn chỉ cần để iRobot thẳng đứng lên. Chân đế của nó sẽ chạm dưới phần chạm sạc và thẳng như thế này. Rất là gọn, bạn có thể để nó ở cây góc nhà hay bất kỳ một nơi nào. Thì iRobot Brava là có hai công dụng chính là để lau ướt và lau khô. Với việc lau khô thì với diện tích là khoảng 92m² thì iRobot làm việc rất là hiệu quả. Còn với lau ướt thì iRobot sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong một cái diện tích bé hơn là 33m². Ở phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn qua với các bạn cách sử dụng iRobot Brava như thế nào. Đầu tiên để sử dụng iRobot Brava lau nhà thì các bạn tháo cái hình mũi tên này ra. Đây là dấu hiệu để cho bạn biết là đây các bạn có tháo được. Thì ở phần đây chính là cái chân khô của lau nhà của Brava. Vậy là Brava 390T có hai chân để lau. Một là thiết bị chân lau ướt và hai là chân lau khô.
Với sơ lau ướt, sự khác biệt chính là bạn có thể đẩy nước vào phía bên trong chân và nước sẽ thấm dần và rẻ để giúp cho chế độ lau ướt. Để lau giờ thì mình sẽ sử dụng khả năng bây giờ mình sẽ kiểm tra cái chức năng lau khô của iRobot Brava trước. Bạn có thể dùng cái tấm rẻ vuông như này, tấm rẻ đã được đi sẵn với bộ iRobot Brava. Bạn để phần chân ở giữa trung tâm của rẻ, sau đó các bạn kéo căng mép phải lên và cài vào cái phần khe phía đằng sau của cái chân lau khô và cài nó vào cái phần trong các khe đấy. Thì và bây giờ thì vải đã được bọc quanh cái phía chân này. Bạn nhìn thấy hai cái phía lỗ ở phía đằng sau cái chân và bạn lắp từ sau cho nó khớp với cái phần iRobot. Chỉ cần đẩy nhẹ thì iRobot sẽ khớp rất là dễ dàng. Và thứ hai chính là cái thiết bị, đây là thiết bị định vị của iRobot. Thiết bị này giúp iRobot xác định luôn là cái vị trí của nó đang đứng và cái diện tích mà nó cần lau là chỗ nào. Và các bạn lưu ý là nên để cái vị trí định vị này ở cái ở những cái chỗ mà trung tâm, ở cái khu vực mà các bạn muốn lau, và đặt ở vị trí trên cao mà nó có thể bao phủ được toàn bộ cái khu vực mà bạn muốn lau. Nhớ lưu ý là không được đặt những cái vật cao và chắn ngang trước cái vị trí định vị này để nó có thể bắt kết nối được với robot lau nhà. Thiết bị này thì chạy bằng pin và sử dụng hai pin tiểu cỡ lớn này. Bạn lắp pin vào và lưu ý là lắp sao cho đúng chiều. Ở đây mình sẽ thử iRobot để cho nó chạy lau trên cái khu vực mặt bàn của mình. Và sử dụng cái cục định vị này thì các bạn lưu ý là có một cái biểu tượng bật cục định vị ở đằng sau. Sau khi các bạn bật xong thì sẽ thấy cục định vị này phát sáng ánh sáng xanh như ngày như này. Và khi được kết nối với iRobot thì nó sẽ ánh sáng này sẽ được sáng liên tục và ổn định. Giờ mình sẽ thử cho iRobot lau trên khu vực mặt bàn của mình và để thấy được là và các bạn cũng sẽ đồng thời các bạn sẽ thấy được cái chức năng là nó sẽ có thể phát hiện được các cái khu vực có độ cao giống như cầu thang thứ và sẽ lùi lại hoặc tránh khu vực đấy. Để chạy iRobot, các bạn chỉ cần bấm cái biểu tượng hình chữ G khởi động ở đằng phía đằng trước. Và sau đấy các bạn nhớ lưu ý là chọn đúng cái chức năng lau. Ở đây mình đang muốn là lau khô vì vậy mình sẽ chọn cái hình có cái chổi ở phía bên tay phải của mình. Đấy chính là chức năng lau khô của iRobot. Và như bạn thấy thì bàn của mình khá nhỏ và cái chiều cao là tương đối lớn. Như bạn thấy là khi mà iRobot đi gần đến cái khu vực có hết diện tích để đi hoặc là khu vực bị rơi thì nó sẽ lùi lại và tránh những khu vực đấy ra. Bạn có thể thấy là iRobot Brava hoạt động rất là yên tĩnh. Đây là một trong những ưu việt lớn của iRobot và bạn có thể làm bất kỳ việc gì trong quá trình nó hoạt động, ngay cả việc xem TV của bạn cũng không bị gián đoạn. Khi iRobot dừng lại và có biểu hiện là cái ba cái đèn sáng nhấp nháy liên tục như vừa rồi, đấy là dấu hiệu mà nó không bắt sóng được với cái cục định vị của nó. Và nó sẽ cố gắng tìm và kết nối trở lại với nhau. Bạn có thể thấy là ánh sáng xanh của cục định vị vẫn luôn là sáng liên tục.
Đây là cái tín hiệu nó thông báo và nó sẽ ngừng hoạt động là nó đã hoàn thành xong cái khu vực lau. Và iRobot Brava có thể phát hiện được cái việc nó đã hoàn thành cái khu vực đấy, công việc của nó chưa, là nhờ vào cái thiết bị định vị. Thiết bị định vị này nó sẽ xác định cho iRobot luôn là vị trí của iRobot và diện tích. Giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn chức năng lau ướt của Brava 390T. Với chức năng này thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ làm ướt rẻ trước khi mà lau. Và phần thứ hai là các bạn lựa chọn chân lau cho chính xác. Phần chân lau lau ướt là sẽ có một cái phần bầu bên dưới chân lau là dùng để đựng nước. Và các bạn có thể cho nước vào phía nắp xanh ở đây. Các bạn mở nắp xanh lên và sau đó đổ nước vào cái khu vực này. Phần nước bên dưới chân của Brava sẽ có tác dụng là nó làm luôn luôn duy trì làm ướt rẻ đủ để cho rẻ lau cái khu vực mà các bạn cần lau. Giờ thì các bạn đặt chân Brava vào trung tâm của rẻ và giữa hai rẻ, sau đó kéo căng phần mép rẻ để cho nó gập vào phần chân dính ở dưới của Brava để cho nó quấn chặt vào vào quanh chân Brava như thế này. Sau đó lắp chân vào robot. Sau khi lắp xong thì các bạn lưu ý là các bạn cũng sử dụng cục định hướng của Brava để cho Brava hoạt động hiệu quả hơn. Với cục định hướng này thì các bạn lưu ý là để ở trung tâm khu vực mà các bạn muốn muốn lau, và hai nữa là để ở khu vực cao để cho Brava cục định hướng có thể bao quát toàn bộ khu vực mà các bạn muốn lau và không để bất kỳ một vật chắn gì trước khu vực của cục định hướng. Định hướng có tác dụng nó sẽ xác định được khu vực lau cho Brava và cũng như là xác định luôn được vị trí cho Brava để Brava có thể lau và xác định được khi nào thì nó đã kết thúc công việc của mình. Với chức năng lau ướt thì các bạn lưu ý là sau khi các bạn khởi động thì các bạn bấm đúng phím cho chức năng lau ướt là phím có hình giọt nước ở phía bên tay trái và phía bên tay phải hình chổi là để lau khô. Đây là lau ướt, vậy các bạn bấm vào phía giọt nước đấy. Và giờ thì Brava sẽ hoạt động và lau khu vực trên mặt bàn của mình. Trong quá trình lau này thì Brava luôn xác định được cái phần mà điểm cao và nó sẽ tránh cái khu vực vùng cao để không bị rơi xuống. Bạn sẽ thấy Brava lau theo hình là nó sẽ gần như là một hình chữ Y. Nó sẽ tiến thẳng lên rồi lùi lại và mở rộng cái khu vực lau theo hình chữ Y một chút ở phía bên trên để lau vừa được kỹ hơn mà vừa có thể mở rộng khu vực lau một cách từ từ. Trong quá trình hoạt động thì Brava gần như là rất là yên tĩnh, nó không hề gây một bất kỳ tiếng động nào. Và bạn nhìn thấy là Brava lau rất mặt sàn không hề bị nhầy nhụa và ướt nước. Mặt sàn tương đứng khô và không vừa đủ cái phần mà chỉ để làm sạch sàn nhà, không hề có nước bị nhoe nhoét hay là dính quá nhiều nước ở sàn.
Như vậy là Brava đã kết thúc công việc bằng tiếng beep, 3 tiếng beep liên tục nhau như thế. Và nhờ có thiết bị định vị này mà Brava đã xác định được cái khu vực mà nó đã lau là như thế nào và đã hoàn thành công việc hay chưa. Và nó sẽ tự động tắt máy và thường là nó sẽ tìm đến vị trí đầu tiên khi mình đặt, khi các bạn bắt đầu cho nó sử dụng, và nó sẽ tắt ở vị trí đấy. Và sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về bộ sạc của Brava 390T. Với bộ sạc này thì bạn cần phải cắm và kết nối cho nguồn điện của chân sạc. Bằng cái dây cắm nguồn này thì ở phía đằng trước là phần mà các bạn cắm đầu của dây sạc, còn ở phần chân này thì các bạn cắm với nguồn điện. Và sau khi cắm với nguồn điện xong thì các bạn chỉ cần đặt Brava thẳng lên, dựng thẳng đứng Brava vào chân sạc như thế này là Brava tương đối là chắc chắn. Và bây giờ các bạn có thể cắm sạc. Thời gian sạc của Brava là 2 giờ và hoặc là cho đến khi các bạn nhìn thấy cái ánh sáng xanh ở nút power, nút khởi động của Brava sáng liên tục thì có nghĩa là điện pin đã đầy. Và thời gian hoạt động của Brava cho chức năng lau khô có thể kéo dài đến 4 giờ, với chức năng lau ướt là 2,5 giờ. Và một chức năng tương ở một cái khoảng thời gian tương đối dài đủ để cho Brava hoạt động trong cái khu vực phù hợp của Brava. Mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn về robot lau nhà Brava 390T của iRobot. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook chuyên trà hàng sách tay Đức, hàng nhập khẩu Đức, hoặc vào website đức-việt.com, hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua số Viber, Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.